Xin được chuyển sang một số tin tức khác. Số trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết vẫn đang tiếp tục gia tăng ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 1 tháng 8, ngành y tế ghi nhận gần 330 trường hợp mắc với hơn 70 ổ dịch sốt xuất, xuất huyết. 330 trường hợp mắc sốt xuất, xuất huyết ghi nhận ở 40 xã phường với 99 thôn làng tổ dân phố của các huyện và thành phố Con Tum. Huyện Đắc Hà là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 127 ca. Tiếp đến là huyện Ngọc Hồi với 87 ca thành phố Con Tum ghi nhận 50 ca mắc, huyện Con Dẫy có 25 ca, huyện Sa Thầy có 15 ca, huyện Đắc Lây có 11 ca, huyện Gia Rai có 9 ca và huyện Đắc Tô có 2 ca. Ngành y tế cho biết đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh không ghi nhận ca tử vong do sốt xuất huyết. Cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, ngành y tế đã chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh, bảo đảm đáp ứng đầy đủ về cơ sở thu dung, phương tiện, trang thiết bị, thuốc, dịch truyền máu và các chế phẩm của máu cho công tác trần đoán điều trị sốt xuất huyết